Thưa quý vị, trước thông tin thành phố dừng hoạt động kinh doanh các cửa hàng ăn uống giải khát, kể cả là bán hàng qua mạng hay là bán mang về từ 13 giờ ngày hôm nay, ngày 30 tháng 7. Sáng nay tại các chợ, siêu thị, cửa hàng ghi nhận lượng lớn người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho rằng đó chỉ là tâm lý của người dân, còn trên thực tế hàng hóa vẫn dồi dào và khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ quá nhiều, gây ra tình trạng mất an ninh trật tự và đặc biệt là có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên vào sáng nay, tại hầu hết các chợ, nguồn hàng tiêu thụ nhanh hơn hẳn so với những ngày trước, nhất là các mặt hàng như thịt, cá, rau củ quả các loại, trứng gà, trứng vịt, vân vân. Nhiều tiểu thương cho biết sức mua tăng gấp đôi ngày thường, khiến cho giá nhiều mặt hàng cũng tăng gấp đôi ngày thường. Tại các siêu thị lớn, lượng người đến mua tăng đột biến, song giá các mặt hàng đều ổn định. Siêu thị yêu cầu người dân cố gắng bảo đảm giãn cách tối thiểu khi mua sắm và khuyến cáo người dân không nên mua đồ tích trữ với khối lượng lớn, mà chỉ nên mua vừa đủ dùng. Các siêu thị cam kết hàng về liên tục, không tăng giá. Tình hình mua sắm của người dân sáng nay rất là đông. Tuy nhiên thì vào giờ trưa thì khách hàng cũng vơi dần. Và đối với hàng hóa thì siêu thị cũng đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa để đáp ứng cái nhu cầu của người dân khi người dân có nhu cầu tăng đột biến. Về giá cả hàng hóa thì chúng tôi cam kết là giá cả bình ổn, không có tăng giá tất cả đối với mặt hàng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thực hiện nhiều cái chương trình khuyến mãi nhằm chia sẻ với người dân trong cái tình hình Covid này. Ngoài ra thì đối với những mặt hàng thì hàng hóa vơi hàng thì chúng tôi cũng đã kịp thời bổ sung hàng lên quầy để người dân có thể mua sắm thuận lợi hơn. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng khẳng định hàng hóa tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại luôn đảm bảo dồi dào. Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu để phục vụ nhu cầu người dân, chủ động thường xuyên liên tục với nguồn dự trữ dồi dào, phong phú, được quản lý theo chuỗi cung ứng trên toàn quốc với tổng kho ở khu vực miền Trung, miền Bắc và miền Nam, đảm bảo phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Theo báo cáo của các trung tâm thương mại, siêu thị và các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì lượng hàng hóa còn rất là dồi dào. Các trung tâm thương mại, siêu thị cũng đã chuẩn bị một lượng hàng hóa trong công tác phòng chống dịch từ trước đến nay. Hiện nay các trung tâm thương mại, siêu thị đã làm việc với các tập đoàn, các tổng công ty ở hai đầu đất nước để thực hiện cái việc điều hành hàng hóa trong cả toàn vùng cũng như là điều hành trong cả đất nước để phối hợp để điều hành hàng hóa phục vụ cho thị trường Đà Nẵng. Người dân an tâm không lo lắng về cái chuyện hàng hóa của thành phố Đà Nẵng. Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm tình trạng găm hàng đầu cơ tăng giá gây bất ổn thị trường, đồng thời khẳng định Đà Nẵng chỉ dừng kinh doanh các cửa hàng ăn uống giải khát, kể cả bán qua mạng, bán mang về từ 13 giờ ngày 30 tháng 7, còn các chợ, siêu thị vẫn hoạt động bình thường. Vì vậy, người dân không nên mua tích trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm với số lượng lớn, vượt quá nhu cầu trong mùa dịch COVID-19.